Chào mừng các em đến kênh Khởi Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khởi xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sức kết nối cho khứu của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng của Khởi Liêm, các em hãy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khởi Liêm để hãy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 38 biểu khứu số, tính giá trị của biểu khứu số. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 1 nhé. Câu số 1 tính giá trị biểu khứu theo mẫu, mình sẽ quan sát mẫu 48 trừ 25 cộng 29. Như vậy là trong biểu khúc này mình thấy có phép trừ phép cộng. Thì các em nhớ là mình sẽ tính từ trái qua phải. Trước hết mình sẽ lấy 48 trừ 25. Giờ mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 8 trừ 5 được 3, viết số 3. Hàng chục trừ hàng chục, 4 trừ 2 được 2, kết quả là 23. Cộng 29 viết lại. 23 cộng 29 sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 3 cộng 9 là 12, viết 2 nhớ 1. 2 cộng 2 là 4, khi 1 nhớ là 5, kết quả là 52. Đúng. Giờ tiếp theo mình sẽ làm bài tập câu A. 162 cộng 29 trừ 18. Như là trong biểu khúc này mình thấy là có phép cộng, phép trừ. Thì mình sẽ thực hiện phép cộng trước, giờ phép trừ sau. Đúng rồi. Giờ mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 2 cộng 9 là 11, viết 1 nhớ 1. Giờ hàng chục 6 cộng 2 là 8, thêm 1 nhớ là 9, kết quả viết số 9. Giờ hàng trăm số 1 viết lại. Như vậy kết quả là 191. Trừ 18 mình sẽ viết lại. Giờ mình sẽ tính nhẩm nha. 191 trừ 18 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 1 trừ 8 không được, mình sẽ lấy 11 trừ 8. 11 trừ 8 được 3, viết 3 nhớ 1. Giờ số 1 hàng chục này khi 1 nhớ là 2. 9 trừ 2 được 7, viết số 7. Giờ số 11 hàng trăm này mình sẽ viết lại. Kết quả sẽ là 177. Đúng không? Giờ tiếp theo là câu B. 8, 18 nhân 7 sẽ bằng bao nhiêu? Mà sẽ tính nhẩm nha. Giờ mình sẽ lấy 8 nhân 7 chứ. 8 nhân 7 là 56, viết 6 nhớ 5. Giờ 7 nhân 1 sẽ là 7, khi 5 nữa là 12, viết số 12. Kết quả là 126. Giờ tiếp theo là câu C, 84 chia 6. Giờ 84 chia 6 bằng nhau, thầy xứng dẫn các em tính nhẩm chỗ này luôn. Mình sẽ lấy 8 chia 6, 8 chia 6 được 1, viết số 1. 1 nhân 6 là 6, 8 chia 6 được 2, hạ số 4 xuống mình được là 24. 24 chia 6 sẽ được 4, viết số 4. 4 nhân 6 là 24, 24 chia 24 hết, đúng không? Như vậy kết quả sẽ là 14. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1, các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video, hãy biết các em hiểu bài nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình nói mỗi biểu khúc với số là giá trị của biểu khúc đó theo mẫu. Giờ như mình sẽ quan sát mẫu, ở đây là có biểu khúc là 81 chia 9. 81 chia 9 sẽ bằng 9 nên mình sẽ nói biểu khúc này có kết quả là số 9. Đúng. Như vậy là ở phía trên mình thấy là hình của các chim cánh cụt. Đúng. Chim cánh cụt này đang là sử dụng dụng cụ bơi lội, chuẩn bị tập bơi, đúng không? Này giống như là chim cánh cụt em bé chuẩn bị ăn ăn sáng. Giờ đây là chim cánh cụt đầu tiên, đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ đi thực hiện phép tính các biểu khúc nha, xem kết quả là bao nhiêu mình sẽ nói lại giống như vậy. Giờ hãy sẽ tính nhám phía dưới cho các em xem nha. Mình sẽ tính biểu khúc thứ hai, 36 cộng 17 trừ 45. Giờ như là trong biểu khúc này có phép cộng, phép trừ thì các em cứ việc thực hiện từ trái qua phải. Có nghĩa mình sẽ thực hiện phép cộng trước giờ phép trừ sau. 36 cộng 17 bằng bao nhiêu mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 6 cộng 7 là 13, viết 3 nhớ 1.
Hàng chục, 3 cộng 1 là 4, khi 1 nhớ là 5, kết quả là 57. Trừ 4 là biết vậy. Giờ mình sẽ tính nhẩm nha, mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, nhưng mà 3 nhỏ 5 trừ không được. Mình sẽ lấy 13 trừ 5, 13 trừ 5 được 8, viết số 8. Giờ số 4 hàng chục này khi 1 nhớ là 5, 5 trừ 5 bằng 0, như kết quả sẽ là 8. Giờ mình sẽ nói biểu phức này có kết quả là số 8 nhé. Chính là giá trị của biểu phức sẽ là số 8. Giờ tiếp theo mình sẽ tính giá trị biểu phức ở đây. 62 trừ 45 cộng 28. Thầy sẽ tính nhắc phía dưới này cho các em xem. 62 trừ 45 cộng 28 sẽ bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhắc nha. Giờ mình sẽ lấy hàng. Như vậy là trong biểu phức này mình thấy là có phép trừ phép cộng thì các em thực hiện từ trái và phải là được. Như vậy ở đây mình sẽ thực hiện phép trừ trước nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. Mình thấy là 2 nhỏ 5 trừ không được, mình sẽ lấy 12 trừ 5. 12 trừ 5 được 7, viết số 7. Nhớ 1. 4 này khi 1 nhớ là 5, 6 trừ 5 được 1, kết quả là 17. Cộng 28 viết lại. Giờ 17 cộng 8 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 7 cộng 8 là 15, viết 5 nhớ 1. Số 1 hàng chục cộng 2 là 3, khi 1 nhớ là 4, kết quả là 45. Giờ như mình sẽ nói biểu phức này với giá trị biểu phức là 45. Giờ cuối cùng mình sẽ tính giá trị biểu phức này 17 nhân 3. 17 nhân 3 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng nhân cho hàng đơn vị. 3 nhân 7 là 21, mình sẽ viết 1 nhớ 2. Giờ 3 nhân cho 1 hàng chục, 3 nhân 1 là 3, khi 2 nữa là 5. Kết quả là 51. Như mình sẽ nói biểu phức này với giá trị biểu phức là 51. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài, các em sẽ bấm hết video hãy biết kèm hiểu bài nha. Phần tính nháp thì sẽ sau đi. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3 người ta kêu mình phân màu đỏ vào chữ đặt dưới ô ghi biểu khức có giá trị lớn nhất, màu xanh vào chữ đặt dưới ô ghi biểu khức có giá trị bé nhất. Giờ bây giờ mình sẽ đi tính giá trị của biểu khức, xem biểu khức nào có giá trị lớn nhất và biểu khức nào có giá trị bé nhất. Đúng rồi. Biểu khức có giá trị lớn nhất thì mình sẽ phân màu đỏ. Và biểu khức nào có giá trị bé nhất thì mình sẽ tính màu xanh. Phân màu xanh, đúng rồi. Hãy sẽ tính giá phía dưới này cho các em xem. Mình sẽ tính biểu khức A chứ nhé. 49 cộng 27 trừ 58 sẽ bằng bao nhiêu? Mình sẽ tính nhẩm nhé. Như vậy là trong biểu khức này có phép phần cộng phép trừ thì mình sẽ thực hiện từ trái qua phải. Như vậy mình sẽ lấy 49 cộng 27 trước nhé. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 9 cộng 7 là 16, 6 với 1. Giờ 4 cộng 2 là 6, khi 1 nhớ là 7, kết quả là 76. Trừ 58 viết lại. Giờ mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 6 trừ 8 không được, mình sẽ lấy 16 trừ 8 được 8 nhớ 1. Số 5 này khi 1 nhớ là 6, 7 trừ 6 được 1, kết quả sẽ là 18. Đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ tính biểu khức B. Biểu khức B là 18 nhân cho 4. 18 nhân 4 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Mình sẽ lấy số 4 nhân cho hàng đơn vị, 4 x 8 32, viết 2 nhớ 3. À, 4 x 1 là 4 thêm 3 là 7, kết quả là 72. Tiếp theo là câu C. Giờ 56 trừ 18 cộng 23.
Giờ bây giờ trong biểu khúc này có phép trừ phép cộng thì mình tính từ trái qua phải, mình sẽ thực hiện phép trừ sau đó phép cộng. Giờ mình sẽ tính nhẩm, nhưng mà sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị. 6 trừ 8 không được, mình sẽ lấy 16 trừ 8 được 8, với 8 với 1. Số 1 này khi 1 nhớ là 2, 5 trừ 2 được 3, kết quả là 38. Cộng 23 viết lại. Giờ mình sẽ lấy hàng, mình sẽ thực hiện phép cộng ở đây, mình sẽ tính nhẩm luôn. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 8 cộng 3 là 11, viết 1 nhớ 1. Hàng chục 3 cộng 2 là 5, khi 1 nhớ là 6, kết quả là 61. Tiếp theo mình sẽ tính biểu khúc D, 93 chia 3. 93 chia 3 bằng bao nhiêu, mình sẽ tính nhẩm luôn nha. Giờ hãy xứng nhận các em tính nhẩm phép chia chỗ này, chứ mình sẽ lấy hàng chục này. 9 chia 3 chứ, 9 chia 3 được bao nhiêu? 9 chia 3 được 3, viết số 3. 3 nhân 3 là 9, 9 trừ 9 hết. Hạ số 3 xuống, mình lấy 3 chia 3 được 1, viết số 1. 1 nhân 3 là 3, 3 trừ 3 bằng 0. Như vậy kết quả sẽ bằng 1. Như vậy là trong 4 biểu khúc mình sẽ được kết quả là 18, 72, 61 và 31. Như vậy là mình thấy là biểu khúc nào sẽ có giá trị lớn nhất? Mình thấy là 18, 72, 61 và 31 thì giá trị lớn nhất sẽ là 72. Đúng không? Như vậy 72 chính là đáp án B. Như vậy là biểu khúc B sẽ có giá trị lớn nhất. Đúng không? Như vậy mà phân tròn biểu khúc B, mình sẽ phân tròn màu đỏ vào biểu khúc B. Giờ tiếp theo mình xem biểu khúc nào sẽ có giá trị bé nhất, 18, 72, 61 và 31. Thì mình so sánh hàng chục, đây là 1, 7, 6, 3, thì số 1 bé nhất, có nghĩa là 18 sẽ bé nhất. Như biểu khúc A sẽ là có giá trị bé nhất, nên mình sẽ phân tròn vào màu xanh vào biểu khúc A, đúng này. Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video, hãy biết là các em hiểu bài nha. Phần tính nhép hãy sẽ xóa đi. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng chị hiểu bấm click chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh Hà Liên thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Hà Liên nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.